lên nhìn nhưng mà lại sợ chết. Kia nó không có chỗ chắn đâu kìa, sợ lắm. Mấy cô cháu xuống đây này. Vâng, ngoài chị hai mẹ con. Chào các chị xinh đẹp. Vậy ạ, chị về rồi à? Mới sang chị Hải Đường ơi, sáng em còn đi Xuân Park 3 ở Hưng Yên.
nhiều ảnh đẹp. Tí xẹp hết cả hơi. Cô chú anh chị ơi, xa xa kia mình có thể nhìn thấy đó là khuôn viên chính điện của chùa Tam Trúc nhất. Lát nữa là tàu mình sẽ di chuyển vào đó và đoạn thì mình sẽ đi bộ và tham quan các điểm. Nơi hồ mình đang đi đây thì mình gọi là hồ Tam Trúc, hay còn có tên gọi khác là hồ Lục Nhạc. Lý do tên gọi Lục Nhạc là bởi vì đây có 6 ngọn núi, nhưng mình đếm nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngọn núi này nên người ta gọi là hồ Lục Nhạc. Lục là 6, nhạc là chuông. Lý do tên gọi này thì ngày xưa nó gắn một cái truyền thuyết. Truyền thuyết này kể về vua Trang Ngọc Hoàng Thượng Đế có 7 cô công chúa xuống hạ giới đi bán cảnh. Và khi về đến vùng đất Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam này thì do bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi đây nên là bị lạc hướng, quên mất lối về. Đó, thì Ngọc Hoàng đã cử thiên binh thiên tướng 6 lần xuống hạ giới để tìm kiếm lại 7 cô công chúa này. Và mỗi lần xuống hạ giới thì các vị thiên binh thiên tướng đều mang theo một quả chuông đồng lớn ấy. Thì 6 lần mà 6 quả chuông, 6 là linh khí đó hóa thành 6 quả chuông sức sức như thế này. Đó, thì mình gọi đây là hồ Lục Nhạc. Và đây cũng là điểm nhấn của hồ Tam Trúc cũng như là điểm nhấn của khu du lịch ở đây. Nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn ạ. Và nói về 7 cô công chúa không trở về với Ngọc Hoàng được thì đang hóa thành 7 vì sao sáng lấp lánh ở trên dãy núi. Và về sau thì trên dãy núi xa xa đấy, mình gọi đấy là dãy núi Thất Tinh. Hay núi Thất Tinh và tượng trưng cho 7 vì sao sáng lấp lánh. Lát nữa tàu nhà mình di chuyển ở khuôn viên chính điện thì đoàn nhà mình lưu ý là kiểm tra lại đồ đạc tư trang và mang hết theo nhé. Chiều về là mình sẽ di chuyển bằng xe điện chứ không quay về thuyền nữa. Dạ. Ẩm thực á, à có, như là xe điện chở ra ngoài ấy. Vâng, tức là vẫn tập kết ở ngoài mà. Có vẫn vào chị, cái chỗ chợ Xuân đúng không? Cái bến ấy. Vâng, có, đi qua đấy. Vâng, đi xe điện tức là mình sẽ đi tựa vòng hồ đi quanh cái đấy. Em ơi, 350 thì hơn mình cái gì? 350 á, 350 thêm dịch vụ ăn trà bánh hoa quả trên này á. Đó thêm đấy không? Vâng. Thì mình có thể xách theo hoa quả đi nhá. Thắp thêm một cái chùa cổ ba sao nữa. Nhưng mà nếu nói về chùa cảnh đẹp ý, thì chùa cổ ba sao nó không đẹp bằng khuôn viên chính điện ở đây đâu ạ. Ở đây thì mình chỉ cần mua vé 270 được rồi. À không, tham ngọc của mình là cái tháp chính giữa mà nhỏ nhỏ trên kia kìa chị kìa. Đó, tiếp trên đỉnh ấy là mình phải leo 299 bậc. Còn cái tháp ngay đây người ta gọi là gác chuông. Kìa, có nhìn thấy con chim con cò nó đang đậu kia không? Nhìn thấy không? Đấy kìa, kia đây đậu trên kia, nhìn thấy chưa? Chim con cò kìa, nhìn thấy chưa? Con bạc kìa, có nhìn thấy con bạc không? Đấy là con cò đấy. Con chim. Tóm lại là con chim. Không được, đúng rồi. Đấy. Kìa, nhìn kìa, nhìn đi. Và cũng được, có cũng được. Tóm lại là con chim. Đúng rồi. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Nó đang, nó làm tổ. Đứa em gì đang sạc, em có dự phòng. Em gì nó đang sạc, nó vừa mượn xong. Hết pin này, của em cũng vừa mới đầy đấy, lúc này cũng hết sạc. Khoảng 30 phút nó lại gần đầy, lại dùng được tiếp.
sáng vào đấy chụp, nghe nhạc và đi chụp, và các chị nhiều, hết pin. Chị Vân ơi, xuống chút nào.